sò trôm tạc tanh lại bò mẹ pin hồng mời bò mẹ pin hồng bấm phăng chương trình quam kháo mừ hốc cầm mượn ship ít bị sòng bắt bài sao sàm học đài phát thành truyền hình sơn la cuồng chương trình mân hỉ mi bưng quam kháo sức lặng tướng châu mời hạ cầm mượn ship ít thủ tướng chính phủ phạm minh chính có uẩn pa bằng họp cài máy tính tên cám hương nhẳn xanh lang tỷ ship vườn chớp năm chỉ thị số nâng mừ sàm cầm mượn nâng bị sòng bắt bày sao sàm không thủ tướng chính phủ mát nả việc cầm phong cánh tắp một phai mày cuồng bằng ship máu chôm họp mi phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang phủ ẩn pa pưng bổ ngành trung ương nàng hàng máy tính tỉnh sơn la đồng chí hoàng quốc khánh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban dân mương tỉnh uẩn pa bằng họp chôm họp mi pưng đồng chí thành viên ban uẩn pa cầm phong phách mày cánh cứu trợ tròn hàn không tỉnh Trăm năm chỉ thị số nâng không Thủ tướng Chính phủ, ma vì cầm phong phai bày, bưng bổ ngành cánh ủy ban dân mương chủ địa phương, có trên báo trăm năm dư đi. Vì cầm phong phai mẩy cánh cứu cho cho nàn, có mi lại biến thái. Luôn hổ riêng mà cầm phong phai mẩy không dần mương, nhường mử, nhưng đẩy nhau súng khừng. Chính quyền địa phương trù cấp có nhận danh đẩy via dê trách nhiệm cuồng cầm phong phai mẩy cánh cứu cho cho nàn. Mà tăng tảng trẻ lai không mương, tắt bùn mà cầm phong phai mẩy cứu cho cho nàn, nhường mử, nhường đẩy, chấp nam lang đi, cửa tóc đẩy lang áo, là vía tè. Chàm và xin là việc cảm phong phai mày cánh cứu trò trò nàn cỏ nhân lại dạ cha khát khỏng thứ đẻ kẻ cầm. Té mưu xếp hạ cầm bườn xếp sòng vì sóng pan sao sòng họt hay, cá mương cò cất dính ó, sòng pan cào hỏi sao chết chu phai mày. Dê tài hỏi nừng sảm xếp xí côn, hỏi nừng bài nừng côn chết bát, dê hải, mà tăng trường khỏng danh tính cháo họ sòng hỏi sảm xếp tỉ mằn, cánh sòng hỏi bài chết hách tà bá. Cướp dính ó xếp chu mày té, dệt hạ côn tài xếp bét côn chết bát khô đắng bồng trà xưa, lò chăm va số phai mày, gión lông, ha và số côn tài cánh chế bát bổ phai mày, khóp nhăm bị sóng văn sao sòng lươn khừng. Góc bài giải căn bưng chu phai mày phân lại lò bừa, trường sủ điển to ngàn hốc xếp bếp phân hỏi, bừa phai mày tải lơn to xếp chết phân hỏi. Nàng bàng họp tàng nạ bưng bổ ngành địa phương có số xàm, vào khẩn phương khổ già cha khát hỏng cánh tinh khẩn cách luôn kẻ khầy phải xếp tạm trên báo lang đi việc cẩm phong phai mảy cuồng gian bài nà phát biểu khót nàng bàng họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính có nhàn xanh sủng luôn cháu hanh khỏng bưng bổ bàn ngành địa phương cuồng cẩm phong phai mày cứu cho cho nàn gian cài ma hôm phân của luông chủ miền mắc hạ dần mương cánh mà bé tê đê kín rú sóng ma vào chảnh san khổ nhăng yếu xem cốc bài xài căn diệt ó bưng chu phai mảy té diệt hại mắt tăng phủ côn cánh trường hồng Thủ tướng Chính phủ đề nghị bưng bổ ngành địa phương để biến máy luông ngắm vỉa dệt, nho dùng lang đỉ việc cảm phong phai mày cứu cho cho nàn cuồng bằng xi si ma để nho dùng vỉa dệt, khòng dần mương doanh nghiệp, sư tạm trên báo chấp năm sư đi cắt kênh việc quản lý khơn mương ma cảm phong phai mày cứu trò cho nàn, phải cản tơn biết sùi rìa phai mày cất xỉnh ó, dệt tài côn, cánh bưng cốc bài xài căn và đáng mi ó. Thủ tướng Chính phủ yêu cao bưng bộ ngành địa phương chấp năm làm le kiểm tra tình ngàn cầm phong phe mày nặng tương bón kìn rú lại côn bưng bón rú nặng hơn sùng bưng bón dễ dần cả khải mi xương chi cất xình ó phai mày té phải bổ nó cách luôn kẻ cằm nhằn bao gión đầy mày té tùm pua nạp việc trên báo nếu chưa nho dùng luông hồ xiêng cuồng dần mương cuồng cầm phong mày té cứu cho cho nàn tọp hôm luông hanh khòng cá chuông chính trị lần xưa lò luông hanh chuồng hong cầm phong mày té tập hôm kẻ khai khát năng bưng bón bởi nhận bào tình ảnh phong chất phai mày mười sĩ xếp ít, đồng chí Tăng thị phóng ni ủy viên bộ chính trị ni phó chủ tịch thường trực quốc hội nhôm trường, chú hân nàng bón xú, khẻ, bản nan lách xa Lào, huyện la bản nát lách, hôm mi hỏi chu hân ban nừng bày sảm hùa côn bón sú mi chu chết côn Luận to pom hè chữa cốt là hà ỉ lò sao sảm chu hơn hơn xào chuốc hắc bé bổ phồn nong huyền hương hà còn làm le tinh khẩn bưng luông sòn xếp bón sú tàng khè uẩn pa bưng cờ quan tần vị tọp hôm sốn cạp hơn tặng tánh cốc ngân xính khòng tròi tặng hơn sú họt khay cá sao sảm chu hơn cò tặng hơn lèo tè tiềng tây kiển rú khẩu giam bón sú tàng khè đồng chí tăng thị phóng cò sừng nhong huyền xã tập đoàn tiền lực việt nam hơn máy tiền hàm sơn la hơn máy tiền hàm huy quảng, cánh dần mương bản na lách chóng hanh tè tiền tây kiến rú, hải vương chu hân chuốc diệt hải phổ phồn long đề nghị huyền mức la giúp tạm uốn pa đơn vị tàng tánh diệt sầm heo sóp phải tác ma điền nằm, hải vương chu hân bồng chờ kẻ khai năm uối, bảy trừ bón kiến rú. xã chức hào bồng chờ họ tới kiến rú khảo dần mương khăng lò hải vương chu hân pò già cha tỏ luông bùn báu phải phở tốc bóng bãi lằng Mười hạ cam bướn xếp ít, đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, có chốt hạp sinh hoạt chi bộ, cánh sổ sàm kinh nghiệm, nả viên tặng tánh tặng, không chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy, cánh chi bộ Bản Pá Kim, xã Chiếc Muồn, huyện Mương La. Chi bộ Bản Pá Kim, sư ó đảng bộ xã Chiếc Muồn, dù đắc cả ngọc xã, sàm cài số, bản mi xí xích chết, chết chua gân, hỏi nừng bét xếp sàm hùa côn, luận tò bò mè chở côn là hà kiến rú. Chỉ bộ bản Mi Sibet Đảng viên chỉ bộ đảng lò bón cóc kén nếu chưa trên báo chỉ thị nghị quyết tập hôm uẩn ba dần mương mà pe dây dườn trăm năm sổ lang đi khoa học kỹ thuật sắp về dây dườn tành liêng bỏm hôm hanh tạc tánh bản na mớ hàng bườn chỉ bộ cò lưng chờ bản sinh hoạt men tòi giàn ki trăm năm lang đi luông bùn trăng biếng nằng cửa sở kẻ khay lợp tan bưng việc cướp sinh ó cuồng dần mương Chủ cán bộ đảng viên lưng trăm năm ký chào hèn tập tư ló liêng lăm mò dưới lẹo đi nà viên đại giàu nàng bằng họp song chỉ bộ có số giảm kinh nghiệm biến mắng về uẩn 3 quản lý văn via ở đảng viên nho dùng lang đi sinh hoạt đảng cài bằng họp có hông phân nho dùng luông hồ riêng luông hành tó xôn bánh khải via dệt uẩn ba nàng cửa sở không chỉ bộ, cuồng chấp năm nả via mà pe dưới dượn tánh là bản mương nàng địa phương Bộ sản nỉ, chỉ bộ bàn dân vận tình ủy cánh huyện ủy Mương La, còn nhâm sóng trường hải chỉ bộ bản bá kim xã Chiêng Muồn huyện Mương La. Mừng sĩ cảm ơn CPS tổ công tác tại quyết định số song văn bài hạ CPS không chủ tịch ủy ban dân mương tỉnh đầy đồng chí đang học hầu phó chủ tịch ủy ban dân mương tỉnh sơn hà dệt tổ trưởng có bài dệt vỉa sáu hủ việt chấp năm quan khót nang số ship mừng sản Xíp cảm ơn Nưng vì sòng văn bài sau giảm không chủ tịch ủy ban dân mương tỉnh sơn hà mà thành trà quản lý tin đòn quản lý tiền ngàn tảng tánh đối cấp ủy ban dân mương huyện bắc yên cánh vương tần vị minh pan nàng huyện bắc yên tòi quan khót nàng thành trà số ship không ủy ban dân hương tỉnh sơn la huyện bắc yên mi cầu ship sĩ công trình phi thứ ma vía báo nhận vào tiền ngàn tặng tánh rú nàng bón tin hê nhai triền lăng áo sủ tin phân lại lò nàng bưng xá tà sùa phiền bàn làng chiếu cánh háng đồng quần nàn mi cổng trình nâng hát bốt bé làng chơ mi quan khót nàng thành trà xương nàn báo tánh óc quyết định phạt mờ mi cầu ship công trình đầy óc quyết định phạt mờ chiên báo vầy bốt bé cánh tánh óc quyết định phạt mờ đôi cấp chết siếp cầu quần số cầu siếp xàm công trình nhang siếp xí quần số cầu siếp công trình đang siếp tạm diệt xàm heo triển hai vảy phạt mài hành chính tăng sòng cài làm lê lằng quan khót nàng thành trà nhang mi sao sòng công trình phi thứ mớ cài hang tỷ chấp năm hột khay cỏ mi hốc siếp xí công trình nộp ngân phạt cánh mi sao hốc công trình háp bút bé tòi tắt bùn mi sao ét công trình đang siếp tạm uốn pa kẻ cầm quần san pèn nàng chu diệt vịa ủy ban dân hưng huyện bắc yên có tinh khửn san khổ xà cha cần kẻ khay vay sức tạm chấp năm quan khót nàng thành trà sổ xíp khòng ủy ban dân hưng tỉnh xương tướng côn mi luông chạm vịa vay tròi huyền chấp năm pưng nàng vịa sức bày tòi quan khót nàng thành trà sổ xíp không ủy ban dân hưng tỉnh chào bàn phòng mà pe qua in làm lê bàn phòng sam tăng phá nàng huyện bắc yên nàng chu diệt vịa đồng chí đảng học hậu phó chủ tịch ủy ban dân hưng tỉnh yêu cầu pưng sở ngành khòng tỉnh cánh huyện bắc yên tủm pua vỉa phạt mờ, sư mình bưng chu phi thứ, tòi quam khót nàng số xíp, không ủy văn dân phương tỉnh, nàng huyên Bắc Yên, làm le, kiểm tra bưng cửa sở, dệt dịch vụ chuồng hóc quả in hết tải cấp phép nàng cuồng huyền, dệt tì nà phía trên báo, võ sòn khóc mương, ma tiền ngàn tảng tánh, cánh, sủ tìn, họt dân mương. Làm le kiểm tra, báo hỏa dân mương, sư khai, nhài chiến lăng áo sủ tìn, chơ hê mi chìa chứng nhằn, quyết sủ tìn, cánh, hê nhài chiến lăng áo sủ tìn. Mưa tròm cải ma, huyện ủy Thuận Trào có khai băng họp sổ sảm không côn diệt cốc cấp ủy chính quyền huyện, cấp cấp ủy chính quyền, bưng chu hân nặng tiểu khu Pét, tiểu khu cầu thị trấn Thuận Trào, kẻ khai xa trác khát khỏng cuồng việc quản lý, sủ tin, cấp chìa chứng nhận quyết sủ tin, nhà chiến lăng áo sủ tin, nặng hiếm lòng luồng. Tại cửa đại luông bùn, thị trấn Thuận Trào khẩn đồ thị tăng xí, huyện Thuận Trào có trên báo chấp năm, dệt bưng công trình, sẵn tâm đồ thị, vài nho cấp, thị trấn Thuận châu cuồng nặng mi vỉa sàng tâm nòng luồng vương xếm tăng nặng ỏm him nòng khẳng cao khảm nằm nặng tăng lì hữu chát, ma nà việc có kén bưng chu gân nặng tiểu khu pet tiểu khu cầu thị trấn cò pỏm sồm trào chấp năm luông bùn quản lý sổ đìn, cấp chỉa chứng nhằn quyên sổ đìn, cánh nhảy chiền lang áo sổ đìn. tỏ lông bùn trần piêng sư, mình cấp ủy chính quyền tiểu khu cánh bưng cho gân dần cò vai van ma vỉa đẩy sủ đìn tòi luông bùn cánh, tòi, trịa, chứng nhận quyên sổ đình đại cấp, cánh, báo, thủ ngân sổ đình, ngắm bồn, làm le trổ luông, thủ ngân sổ đình, cho xồm, hạ phương chua ngân, bỏ giả cha, chua ngân, kín rũ, hằng bì. Vậy dần mương chấp năm nghĩa vụ, ma tăng, nộp phải ngân, nhận bào, quyên lời hà dần mương. Đồng chí Bí thư huyện ủy Thuần Trầu có báo nàng quan cánh, tóp quan thảm, không cử trì quần pa phòng bàn truyền môn khòng huyền cả kiên các cấp ủy chính quyền bưng cho gân rút tiểu khu pét tiểu khu cầu thị trấn thuận trầu kiểm tra nhàn xanh tà đìn, sủ khòng bưng cho gân nhàn bao chọc sùm chép năm nghĩa phủ ma tăng nộp phải hơn cánh quyên sồm đáng khòng dần mương tòi luôn bùn không mương mà việc quản lý sổ đìn, khai nỉ vài tủm pua cát kiên mã pè diệt dần khòng huyền mộc trầu cánh huyền sốp bầu tình hùa phan mương cầu hoa dần chủ dần mương lao huyền mộc trầu có tánh ó bón diệt xanh liền vẻ hải phương chu hân bò hai mệt na nàng huyền sốp bầu mưa trồng cải ma trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyền mộc trầu cát kiên cấp đôn tèn mương bát tùng mương lóng sập nhôm sòng vẻ chừa hải phương chu hân nàng huyền sốp bầu huyền mộc trầu còn nhôm sòng sao hốc tổ bẻ chừa cánh chị họt hà ta trường kìn hà tô bẻ, mi ca hoài nừng hà triệu mằn hở pet chu hân chôm hạp bón diệt xanh nàng song bàn na khảm hăng cánh bản bòn sai huyền sốp bao bưng tổ bẻ chưa có đài tân vị cung cấp lựa chọn thí may đại tiềm phong tục po con chơ sao hở bưng chu hân Vậy bón diệt xanh cưỡi đẩy lang đi huyền mộc trào có hở cán bộ bài tập tư uẩn chi kỹ thuật tảnh liêng khỏi đủ phong bình hở tổ bẻ hở bưng chu hân chôm hạp bón diệt xanh còn năn trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện Mộc Châu cạt kiên cáp đôn tiền mương bát tủ mương lóng sập phải họt tạm từng chu hân, phải làm le nhận vào phương chu hân, po khu ngay tỷ vài khỏi tù hả phương bè mà pè bón diệt xanh tẩy chớp năm bảo xuân to tròi phương chu hân khỏng huyện xốp bầu mương bản lao mi tướng luông hanh mà pè diệt dần chu hân, tẹt tiền tích kiến rũ. y nhắc lò việc diệt về chấp năm triển 200 chữ khòng huyền sốp bầu tỉnh hùa phan mương cộng hoa dân chủ dân mương lao các huyền mộc Chầu, huyền phần hồ không tỉnh sơn la mương cộng hoa xã hội chủ nghĩa việt nam đầy ký chào hèn mừ hà cam vườn sàm vì sòng phan phải sao ết cải nằn, hôm phân hạt cạt luông cạt sàn nhiều mằn, không sòng huyền mộc châu sốp bầu tỉnh sơn la cánh tỉnh hùa phan cánh sòng mương việt nam lao xèn, tơi bảo hiếng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai có khai bằng họp tập tư uẩn chỉ tánh óp bón dệt xanh, vừng luông tròi rửa côn chuốc tập tỷ cuồng chú hân, nhẵn xanh tánh óp bón bằng ỉnh mang cày nặng bàn cuống vì sóng bắt phải sao sàm. Trong hạp tập tư Mi Hốc Xếp Hạ Học Viện, lò Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Cựu chiến Bình, Mặt Trần Tổ quốc, Bí thư Đoàn xã, Công chức Tư pháp, Công chức Văn hóa, Cánh bàn quản lý bản, Côn đại dân mừng tin chưa, nặng xí xã, chấp năm đề án lò mừng say, chiêng nằm ép cánh ca năng mỗi học viên có đẻ ép năm nhau dùng lông hồ riêng cảm phong tạp tì cằn cuồng chưa gân cánh vỉa tánh ó bón tin chưa nàng bàn cuống bưng luông bùn khao mương nuống pan hòt vỉa dệt cuồng luông tin chưa nàng bàn cuống luông cằm tó cắt nả vỉa mi ó tạp tì cằn cánh tròi dừa ưởi nòng phụ nhinh cánh làn nòi Ý lò nưng cuồng bức nả vỉa ớt dự án pet chấp năm trần tiên nhinh chay, cánh kẻ hải bức nả vỉa cần sẵn đối gấp ưỡi nòng phủ nhinh cánh là nòi, ớt chương trình hơn mương, mà pe dưới dưỡng tánh là bản mương phổng bò chưa chưa nòi côn. Cài tập tư, cỏ hôm phân nho dùng lúc hồ xiêng, cánh vía dệt khỏng mỏi côn dần, cuồng vía cảm phong tập tỷ cằn cuồng cho gân, trở mặn tình ngàn chính trị tình ngàn bản mương nòng cuồng phồng. Chiếc bình hồng mua đồng xuân hàng pì có lưng mỹ ót nào cơm, lò nâng cuồng bưng cốc bài, dệt diệt hài hoạt tổ tảnh liêng. Lần xưa, lò nặng phòng tiền phu bưởng bác, lưng nào cơm xương tỉnh Sơn La. Vừa sáng nằn, ngày té khách nỉ, bưng cờ quan nuống pan, cánh dần mương, có cần hòn khăng, bưng luôn cầm phong nào cơm hạ tổ tảnh liêng, vầy gión hòn mức tám xưa bưng diệt hài bồn nào cơm dệt ó vảy cẩm phong nào cơm bình hà hà tổ tảnh liêng sở nông nghiệp cánh mả ve bản na có tánh ở luông bùn cánh cát kiên cắp bưng tỉa phường uẩn chỉ hà dần mương cẩm phong nào cơm giá nhà hà tổ tảnh liêng tòi hẳn đẩy bảy bốc cuồng vân tảnh liêng con chơ nhảy khẩu mốt đồng xuân vảy nhàn bào cẩm phong nào cơm cuồng vân đầy nhàn bào hỡ khổ cánh áo kép phương khỉ cưa vảy hong bừng cuồng vân nò nàn ó lân làm le nàng quam ma phả phồn đét hòn nào báo quam khòng cơ quan chính quyền địa phương vài tánh ngõ luông bùn bảy trừ bưng sát xính đối cấp bưng chu hân liền bói nàng cuồng bá đẩy ầu tổ tảnh hiền mát liền sằng nàng cuồng cuồng phân nhài tổ tảnh hiền té phòng sùng lông ma phòng tắm vầy cầm phong nào cơm Bấu bói liền cánh báo hở ngô quay thầy bàn hay na chơ mi miễu nào cơm và xương bói liền hư tẩy bói xài cánh ống hoa hơn trầu tăng sòng hòn khăng khàn khang bưng tàng trương kìn vay nhàn bảo bạc bà khanh hà tổ tảnh liêng, cuồng mốt đồng xuân tỏi biển mài bưng sát xính, nàng cuồng tình có đại trừ mặn cánh mã pè tét tiếng, bưng mua xanh tính cưỡi đẩy sàm hỏi cầu ship ban tổ lươn sàm phải cầu ship hà phân hỏi bưng quay mi hỏi nâng ship sòng ban tổ bưng mù mi hốc hỏi sàm ship pet ban sĩ hỏi tổ hòn khăng tánh ốp pưng luông bùn cầm phong nào cơm hà tổ tảnh liêng, lò ăn pưng, vay phải chữ tổ tảnh liêng. Cánh, ta hiệp thù, hở, bưng chu hân, bò hai mến na nàng cuồng tình. Chiếc bị nằm hạc sườn, và nhận bào tiền ngàn so tăng, nàng cuồng phòng, Công an huyện phù Yên có chiến báo chú luông, tủm buôn, làm le, phạt mà sửa mình, bưng côn, phít luật, so tăng, tăng bốc, hôm phân, gión tròn nàn, so tăng, cá sám, luông bùn, số chu tròn nàn, số côn siệt mò, cánh số côn chiếp át cuồng Cầu vườn Hồ pì sòng văn bảy sao sầm nàng huyền phù yên có cướp sình ó chú tròn hàn sau so tăng hưng dệt côn hưng siết mò sòng côn siết bát vẹt sở Cầu vườn Hồ pì sòng văn bảy sao sòng số chu số côn siết mò cánh số côn siết bát lươn hỏi phất hỏi Vậy nhãn bào tiền ngàn sau so tăng chuồng hong hà dần mương bảy ma đẩy ngay đi công ngàn huyền có cát kiên cấp bản tiền ngàn sau so tăng chủ cấp tủng bua chiến báo, quần chỉ luật sau so tăng tăng bốc tòi từng chuyên đề cánh, chọp sồm, cắp từng hành nghe vỉa dệt, buồn tuổi, cánh từng sàn, vành nhàn bào, lang tỳ, cuồng vỉa chấp năm, luật so tăng tăng bốc, cuồng cẩu vườn, cài làm phe, tuần trà, kiểm soát, bưng chùm hút huống pan, cò phạt mà xí hỏi, hạ xíp hạ côn, phi thứ, ma vịa, bó nhàn bào tiền ngàn so tăng, phạt ngơn, cài, hốc hỏi triều mặn, tạm bắt vầy, xong hỏi, xí xíp hạ bằng xe, hôm mi bằng xe tô nâng, hỏi nâng cầu xíp sòng bằng xe máy cánh hạ xếp sòng bằng xe quang thu xìa chia phép lái xe chết xếp chết côn phạt vào tòa truyền đề mafia mít nằm lầu cuồng mò chớt lái xe sám hỏi hạ diếp côn báo tư mùa hiểm hùa cầu diếp sám côn lượng cảnh sát đông công an yên vây gión cho nàn so tăng cá sám luông phun té khay hót bưng vườn lạ pì chủng mũ cảnh sát so tăng công an huyền phú yên chi tủm pua, phạt mờ cánh tò phôm phạt mờ bưng phi thứ cốc vài dệt ót cho nàn so tăng xương khám lái xe bể tăng mi nằm lẩu cuồng mò phóng văn cải nghề báo tư mù à, hiểm hùa sử dụng uh, rượu bia. nọ việt tủng pua chiến báo nho sùng luông thồng hủ hở dần mương chơi bài tăng. bản tiền ngàn so tăng huyền cầu uẩn pa ủy bàn dần mương pưng xá thị trấn vầng sớ vệ diệt tè không địa phương vầy tánh ao luông bùn kha kho tòp hôm bốt bé xìa pưng công trình cánh biển cáo ảng, lướm xá hiêm tăng, tòi luông bùn tẻ phê duyệt nhàn bào so tăng, tẻ thông khay tiền an hở việt bài ma khảo dần mương trong thời gian tới để đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Cuồng gian phèn nà, vây tiên ngàn so tăng, nàng Quang huyền, Công an huyền, chi đúng chấp đúng năm phương nả vía xếp hàng, cốc khỏe, giao hải đội cảnh rồi sát so tăng, đúng đúng Công an huyền, làm he, nàng chu xỉm tăng, cạn kiên cấp Công an xã thị trấn, làm he, nàng phương xỉm tăng diễn xá tiểu khu phương bản, vây cản tơn, phương côn bày tăng, báu chấp năm tốt phùn khòng không mương vài nhận bào tiền ăn so tăng cuồng gian pèn hà bàn tiền ăn so tăng huyền chi sướp tạm tủm pua trên báo cài báo tài vài dần mương hù cánh chớp năm luật so tăng tăng bốc chủ mũ cầu ngàn huyền chi tủm pua làm le phạt mà sự mình bưng côn phi thứ ma via, bó bón nhận bào tiền ăn so tăng tăng bốc khải pưng chu kiểm tra sùng bồn cuồng pưng mưa lễ vầy, via, bó vầy mi ó phía bón nhận bào tiền ăn so tăng chóng hanh gión tròn hàn so tăng cá sàm luốc bùn ma số chu, số côn xiệt mò, cánh số côn chép bát. Nửa nì, Pom Hè Pin Hồng trom vững phăng leo chương trình quám kháo không đại phát thành truyền hình Sơn La, so tài son ơn Pom Hè Pin Hồng, Pom Pong Trà toàn vững phăng, chôm tạc hạc cha Pin Hồng.